Xin chào mọi người, thì hôm nay mình cùng Yeti sẽ tiếp tục với Minecraft ARK hả? Cái con Yeti kia, mày không có câu tôi nữa được không? Mẹ nó nhây ghê thì chứ, kêu câu câu không được, mày đứng ở chỗ câu mày coi nè. Tập bơi, vụ lộn tập bay. Bay cái đầu mày á. Rồi ok, mình sẽ giới thiệu lại cái lăng mộ Tần Thiếu Hoàng của mình và Yeti lần trước đã xây nha. Đó, con mẹ nó cưỡi bên Tadadon nó bay tùm lum hết. Đây chính là cái lăng mộ nhìn rất là đã luôn các bạn. Mình để mấy cái bonsai này là ở trên đây và còn ở chỗ này là các bạn nhìn cái hàng lính kìa. Ồ, nó có cái ánh đèn mà nó rọi ra nhìn mấy thằng lính đảo ha. Nhìn đã không? Nhìn tí kia mày cút coi. Mày bay vòng vòng ở trên nó đi. Để mình bay con dragon này lên để mình coi cho nó hết được cái khu vực này nha các bạn. Đó, đã chưa? Chỗ nhìn đẹp ghê luôn á. Nhìn có mấy chậu bông vô đẹp quá ha. Nhìn đúng là cái lăng mộ của Tần Thiếu Hoàng là có kiểu như là để mấy trăm thằng lính để làm lính luôn mà, nhưng ở đây chỉ có vị vua thôi. Ổng các bạn biết ổng ở đâu không? Ổng là mình. Vua nè. Cứ, mày vua là mày muốn chết hay sao mày muốn làm vua? Trăm cái đó là cái hài cốt của ổng không á. Ghê quá. Đó, 6 cái hòm vàng ở giữa là 6 cái bộ hài cốt. Ở lộn, 6 cái chi? 5 món thôi chứ. Đầu, tay, hai chân. À đúng rồi, chứ lại có một cu nữa. Rồi các bạn nhìn cái đã ha, nhìn ở trên xuống. Con cổ dài nè ơi. Hả? Con cổ dài xuất hiện trên vùng đất trên mây của mình rồi nè. Destroy, quay, Dino. Mất chưa? Rồi. Tao mà muốn mất là mất hết. Hôm nay mình cùng Yeti sẽ thực hiện cái thử thách đó chính là xây ngôi nhà Darkwood. Darkwood ở đây là cái trong cái gỗ bóng tối á các bạn, nhìn rất là ghê luôn. Con thấy mày chỉnh chế độ này lát hơn. Cái gì hôm bữa chơi bình thường mà sao mày kêu giờ lát rồi? Lát muốn chết. Nó nét quá sao nó lát. Mình có thể nhảy từ trên đây xuống dưới đây mà không chết, đó chính là đứng trên cái lưng của con rồng. Ê mày JT, mày lên đây JT. Mày nhảy xuống dưới. Mày nhảy lên, đứng ở chỗ tao nè, đứng ở chỗ tao nè, coi chừng ủi tao té nha. Nè, đứng ở chỗ tao nè, rồi nhảy xuống chỗ con rồng á. Nè, thấy chưa, để tao xuống tao câu mày cho. Nhảy chỗ này, đứng ở chỗ này nha. Đúng, đứng ở chỗ này lấy chớn nhảy xuống. Ngay cái lưng con rồng là không chết đâu, nhảy đi. Căng chuẩn nha. Lui lấy chớn đã chứ. Ừ đúng rồi, đúng chỗ đó rồi. Rồi. Lui đi, lui. Lui. Rồi nhảy đi. Hai. Không, chỉ cần nhảy thôi hả? Ship tới rồi nhảy. Ship tới cách hả? Ừ, ship tới ship cách. Ship tới cách hả? Ờ. Hay chưa có chết đâu. Ghê quá. Cảm giác mạnh quá. Kẹt luôn. Ai đứng chở cho con beta nó đôn nặng chứ. Nó chở tao còn không nổi nữa. Con bên đây đâu hả? Mày coi có tăng quay cho nó được không? Tao tăng mát quay cho nó luôn. Quay của nó chỉ lên tới 1200 rồi. Nó bằng tao gấp đôi tao với mày rồi. Ủa mày đâu rồi? Nè. Bây giờ câu là chuyên nghiệp vậy đó. Mày câu mày phải lấy đà vậy. Giờ tao thả mày xuống nha. Căng gấp chuẩn thả nha. Tao thả mày một cái là mày rớt xuống biển thẳng luôn á. Chi vậy? Chết chứ chi đâu. Nó chuẩn bị quăng hộ. Nó hay lắm. Hay không? Ơi có nhạc ở đâu nữa kìa. Betanadol defend Betanadol. Ủa là gì vậy? Con Betanadol mình giết con nào vậy? Rồi hôm nay sẽ thực hiện cái ê đi thu hoạch hết mày làm gì vậy? Hùng gì đây? Cái kiếm tào lao mà dục đi, tí nữa mình sẽ làm cái đồ gác kiếm á mà. Đây sẽ là cái vùng đất ma thuật và mình sẽ làm cái cầu thang bắt từ cái nhà này qua bên nhà trúc của con Banda. Làm cầu thang bằng bamboo đi. Bamboo cái đầu mày với bamboo tối ngày à. Cái cầu bắt qua là dùng một cái cầu đó gọi là cái cầu gì ta? Dùng cái đá ma thuật hả? Tao mới đi lên đầu mày á. Tội yến mặt mày á. Không, bây giờ mình đi thu hoạch rau trước đi, lấy đồ ăn trời. Ok, ủa mà sao nhạc biết vậy ta? Để tao đi kiểm tra. Mày đừng có lười biếng nha, theo tao thu hoạch này lại lên. Từ từ, có nhạc.
Lạ là có con cờ hó kia nó lại quýnh lộn với BT của mình. Mày mất chạy nè. Ý gì mà nhiều dữ hả? Holy Này đi shit. lấy mớ hạt giống Ôi ba con luôn mày. Mày hả bưởi? Mấy con chó này ra nó quậy ghê thiệt chứ. con gì vậy? Con cờ hó Yeti. Mày đi lấy hạt giống chưa? Rồi. Ta đi thu hoạch hạt giống mà. Trồng cái gì bây giờ? Bây giờ phải thu hoạch hết cái này nè. Ok. Ủa sao cái này tao đưa nó lên là nó chưa lên tới lầu dưới? Mày làm cái ba lô đi rồi thu hoạch nè, tao thu hoạch được cà rốt chứ kêu quá trời nè. Đâu? Ôi nặng mà ơi, làm cái rương đi mày ơi, làm cái rương đi. Nghe tiếng gì như tiếng zombie vậy trời? Ở đâu ra zombie mày điên hả? Ghê quá, tự nhiên nghe tiếng Ở đâu? À không phải đâu, cái tiếng con cá nó địch á. á. Nó nghe tiếng kẹt gì đó. Con cá nó địch đó mày ơi. Cái nào? Con cá này nè, con Anger nè. Con Endler gì đó, để tao làm mấy cái Con đó bóc nhỏ hả? nhỏ. Làm Ừ. tao hết hồn, mày y như tiếng zombie luôn á. Thì con nó địch mà. Y như tiếng zombie cho mày đáp á. Ừ, con nó giống. Cái tiếng con này nó khè 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 khè. Mày có xác không? Mày đưa tao ít xác coi. Hả? À. Con đô đô nó ở đây nó ăn dụm. Mày đâu? Mày đâu? Con đô đô nó ở trên cái vùng đất này nó ăn dụm hay sao á. Ờ tiếng con này giống zombie thiệt mày. Y chang luôn á. Bỏ tiếng đi đâu? Nó là mi. 1 2. Chế cái rương ra để cái đồ. Để hạt giống để trái cây vô đây nha, để trái cây vô đây nha. Cái này không có ngựa đi bắt ngựa. Để trái cây vô để dành ăn. Trời ơi, một vườn bắp của tao luôn. Ê, mày có hạt giống bắp không? Ê, sao mày thu hoạch giống bắp của tao? Tao thu hoạch tao bỏ gương mà. Tao thua à? Mày không mày thu hoạch chậm quá tao Mày phải đi làm chồng gì vô kia. đi, đừng có lười biếng. Mày lựa mày bỏ vô đi. Để tao đi Nè. xuống dưới để tao xuống dưới tao lấy cái hạt giống, cây gì ta? Cây bắp với lại cây chanh với lại cây cà rốt đúng không? Lấy hết mấy hạt giống gì á, lấy Điên mẹ nó mất lấy kia cho nhiều. Chết hết mẹ. đi. Lấy mấy cái hạt giống cây bông nữa. Trồng bông làm gì? Trời ơi, trong bông cho nó đẹp. Thôi không trồng bông đâu. Không. Tao không trồng bông đâu. Cà rốt nè. Savarot là cây chanh nè. Róc róc cà rốt là hạt cà rốt nè. Cây chanh nè. Cây bắp nè. Ok đủ rồi đó. Rồi, ok, để trồng lại. Để cây chanh ra đây. Cây bắp ra đây. Ồ, tao thu hoạch được cà rốt bắp quá trời luôn, bắp để cho người ăn đi. 8. Ủa? Củ đậu nè, quá trời luôn. Con Thì con phải cứ con khe cá khe nó khe khe hoài. Y như không nó địch đó zombie mày vậy. ơi, nó địch đó. Như zombie vậy á, sợ quá. Trồng Trời cây ơi, cà thu rốt. hoạch có một vườn mà được 300 củ luôn, ghê thiệt. Cái này dễ mà. Quá giàu luôn. Chết Đắp cha, để cho lỡ người lỡ 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 trồng một cây lột cái này là sao ta? Ây da, thôi kệ đi. giống nào lộn. Thôi kệ để cho nó lớn đây là thu hoạch. Để nó lớn đây là thu hoạch. Nó lớn mới thu hoạch được. Ngu ngu nha. Mày ngu quá. Rồi trồng vô cái số 7 bên đây, cái bắp bên đây. Làm việc lẹ lên. Chậm chạp quá đi. Không cho ăn cơm nghe chưa? Mày ngon quá ha, tao giọng mày rớt từ trên đây xuống dưới luôn bây giờ đó. Rồi, ô này nữa. Bên đây Lẹ lên. trồng cái gì ta? Bên đây trồng gì tao quên mẹ nó mất rồi. Còn cây gì nữa ta? Cây củ đậu đâu? Cái củ đậu là cái gì? Cây đậu á. Cái đậu là gì mày? Không biết cái hạt giống nào chưa trồng á, trồng ra đi. Tao nãy tao lượm được có 3 hạt giống à. À Cái đây gì đây vậy? đây đây đây.
cây Savarot. À đúng rồi đó đó đó. Cây này lúc nó còn cây mầm đẹp quá ha. Cây Savarot là cây chanh mà, hay là cây cây Ủa cái này cây chanh hả? phải không ta? Mấy bà có tiếng Anh về cây trái thì tao ngu lắm. Không, cây Kitorono mới là cây chanh. Còn cái đó là cây gì á? Savarot là cây gì á? Savarot là cây à đúng rồi, không phải khoai tây, khoai tây không phải. Khoai tây là Tay mày điên quá, khoai tây là gì ta? Babolo, babo gì quên mất tiêu của tao nói. bộ thái thồ, À bồ thái thò đúng rồi. nhưng mà biết đâu cái hạt giống nó tên khác mày. Điên quá, nó lớn nó cũng vậy à. Cái hạt giống của tên thì tên giống nhau Em mày chứ. đặt mấy cái bảng cây trái đã rồi mày đặt sai chưa? Tao đặt đúng mà. Chết cha rồi, lộn rồi. Sao mày đặt là quanh thúi mày con kia. Chứ sao? Con nó lát rồi. Không có đỏ gì của tao. Cái gì? Tao đẹp không? Nội. Yeti chờ. Ai là gọi làm việc trong đời để cất hết cái hoa quả với lại cái hạt giống vô đây để bữa sau mình trồng tiếp. Mày chơi cái gì mày cười ta nữa đó. Mày chơi ngu cái gì đó. Mày ngu, mày ngu, mày đặt sai hết rồi mày. Mày đặt tên cho đúng chứ mày. Đúng vậy. Cái cà rốt rồi cái này cái chanh mà. Thì sao? Không có được. Nữa con zombie này. Zombie đâu mà zombie, con cá của người ta. Thôi đi qua xây nhà ma thuật thôi nè. Bên đây là cây lúa. Ơi cây lúa trồng từ cỏ trời. Cái lúa mì nhìn đẹp quá à. Nó lúa mì nhìn đẹp thiệt chứ. Trên đây nhìn xuống thấy cái lâu đài băng của mình đẹp ghê luôn á. Ok bây giờ chúng ta sẽ lấy đó chính là cái pho tình đầu tiên. Sai sao? Thì cái xây cái nền chút đi. Ồ, cái tủ đẹp quá vậy hả? Cái tủ đắt quá đó, đẹp lắm. Xây cái nền trước tiên đi. Vô tình đâu? Phao tình là cái hình cái floor, cái này nó lên trên cao nó không gọi là phao tình nữa mà đặt rồi cái floor phải đúng không? Lo là cái lầu. Lầu cái đầu mày với cái lầu. Cái sàn nhà đó má. Biết ai mà biết để nó. Cái lầu cái đầu của mày, tao dục mày từ trên đây xuống dưới bây giờ. Bữa nay tao mày chơi Minecraft không? Ừ, chơi Thôi mà mày chơi ngu lắm, không cho mày chơi được. mày ngu quá, mấy đứa ngu nó heo, tao ngu lắm nha, người cô vậy đó. Không, Đang tự nói mày đúng không? mày đang nói mày. Mày mới nên có tên là Yeti Ê, Tạ. ê, mày xây tường đi để tao xây cái phao tình cho. Mày khôn quá. Đánh Cái ra, phao tình nó đặt, tao đặt gần xong hết đánh rồi. ra, đánh ra. Tao đặt gần xong hết rồi. Ê, mày xây cái xây đường lên mày. Nhảy lên đi. Con này ngu ghê bay, tao đập cho mày cái ô rồi mày lên đi. Có cái step đó không chịu xây. Để tao đi xây cái step. Số 6. Nãy giờ không chịu để cái phong tình tao xây. Mày lượm hết lại rồi mày xây đi được không? Mày rảnh quá à. Ừ, mày rảnh vậy đó. Trời trời nhìn cái cầu thang đẹp quá ta. Cái đất quất này làm đẹp kia mày ơi, công nhận. À, biết ngay mà anh ham mà đứng đặt lia lịa. Nhìn là tao biết liền cái đặt là biến của mày. Cái phao tình cất vô, step cất vô. Bây giờ mình sẽ lấy đó chính là cái ceiling không phải cái wall. Cái wall thì chắc. Ghê không? Đúng năng suất luôn á. Cái gì? Nói gì chứ? Năng suất. Năng suất cái nồi. Chưa ở ngoài đây là hai ô nha. Tao tích trụ liên tục luôn Mày qua mày lắp cho xong cái này coi. á. Đang lắp nè, sắp xong hết Làm cái nè. nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Còn ở trước là có cái sân nè, giống cái nhà cũ bên kia kìa. Trừ kia hai ô để bắt cầu thang qua bên đây nữa chứ. Hai ô được không ta, hay là Hai nhỏ ô quá? gì? Hai ô gạch. Cái làm bự quá mệt lắm, bự quá không 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 dùng hết đâu, mình sẽ chơi vui mà.
để qua bên kia ta coi lại coi. Ý, có rồi. Bên đây nó dư tận 1 ô 2 ô 3 ô. Ô 2. Ồ, ô, ô, ô. 4 ô là phải không ta? Cái này 4 hay 3 ô ta? 1, 2, 3, 3 ô, 3 ô. Thôi toàn nhiều quá vậy hả? Đẹp quá, nhìn cái này đẹp ghê luôn á. Đất wood nhìn phê quá. Dư 3 ô lận. 2 ô bé cái, lắm. Cái gõ này là chặt mấy cây ma thuật ra hả? Cây bên rừng bóng tối mới ra. Rừng bóng tối là rừng nào vậy? Cái rừng mà con chó sói với con rồng á. Mày đặt gì mà còn chỗ thiếu, chỗ lồi, chỗ lõm tùm lum hết. Cái nhà để tao đặt không? Kẹt tao rồi con ngu này. Đi ra đi. Kẹt rồi sao nhảy. Ôi mày ơi, dễ xây cái nhà mà chút xíu à. Nếu mà chưa. Hả? Đi làm thêm đi, nhỏ quá vậy. Nhỏ quá, xây nhà nhỏ xíu là cái nhà nhỏ. Thôi kệ đi, cái nhà nhỏ. Ê, trời ơi. Mấy cái nhà nhỏ nhỏ giống mấy thằng dân làng trong Mai Đáp á. Ờ đúng rồi, nhỏ nhỏ đẹp hơn đó. Xây to quá không phải là nó đẹp. Mày xây nhà mày thiếu cái lỗ đó chứ gì mà cái gì. Hỏi nhu nhu. Tao tưởng cái này đi qua bên kia. Ngu, ngu thì chết chứ tội tình dây đừng có cry. Người ta bảo ngu thì chết chứ đừng có khóc lóc làm à, cái sao gì. Tao lại hồi sinh trên lưng con. Ờ mỗi lần đi là hồi sinh bên con mụ đó không à. Mày cũng bị hả? Do mày chọn cái giường thôi, mày đặt bed quýt rồi tao có đặt tên cho cái giường đó mà. Rồi ta sẽ xây cái đường đi qua bên cái cầu này. Tao đâu ta? Ta sẽ xây cái bắt cái cầu thang từ bên cái nhà Duckwood qua bên cái khu Bumble House. Đâu ta đâu rồi? Mày cry quá nha. Đâu ta đâu? Ở dưới cái nhà chứ đâu? Ờ, hết đất rồi. Ngu ngu đi kiếm cái đuối không? Ờ, giờ lên bằng cách nào? Thì tên mày xuống bằng cách nào thì mày lên bằng cách đó. Tao đâu đâu hết rồi. Mày hát tao đi dễ không? Tao di chuyển dễ dàng không? Tao di chuyển trong gió luôn á. Gió nào? Thấy tao di chuyển trong gió kìa. Mày bay mà. Tao di chuyển trong gió chứ ai gọi là bay. Trong gió là sao? Thì tao cũng di chuyển trong gió vậy. Ừ, trong gió là mày đi lượm xác đó. Đồ gà. Đó, tao đã xây được cái nền rồi đó. À, mày có thể đi từ đây. Ê, bữa sau mình bắt một giường đom đóm đi làm một nhà đom đóm. Buổi sáng tối cho nó sáng đẹp. Nó để cho nó xây cái phao tình để chưa xong còn vô một cục nhìn khó chịu ghê luôn á. Thì xây đi, để tao qua tao xây cho. Một cục mà nãy giờ tao cất hết cục kia rồi. Ủa cái phao tình nó lượm sạch luôn rồi. Có đâu, còn không muốn mà. Còn có cục mà cũng không chịu xây nữa. Để tao xây cho. Không dẹp mày, tao xây, tao đi lấy tao xây rồi đợi mày á. Mòn cổ luôn á, mòn thiên cổ luôn. Đi qua lấy mấy cái fan xây mấy cái ủa, hàng á. Sao mày xây gì mà không xây cửa rồi. Chưa mày, từ từ. Cái lớp nền, cái lớp tường thì từ từ cho người ta xây chứ. Cút ra coi. Trời tối rồi kìa. Tối giùm bi ra. Sao lấy cái gì, xây cái gì? Cái fan á, mày đi lấy cái fan mày tự chế đi. Xây cái gì? Thì suy nghĩ mày, đi, tao có biết đâu. Giống như trong Mai Đáp á, giống như cái nhà dân. Cái gì? Nó không nghe. Mày xây cái nhà giống như nhà dân làng. Sao cái Discord nó bị gì ta? Lúc nghe lúc không ta? Mày có nghe tao nói không? Lúc nghe lúc không, có nghe cứt đâu. Mày nghe chưa? Rồi. Thế cái nhà giống nhà dân làng trong Mai Ráp. Nghe chữ Mai Ráp rồi có tử chữ gì nữa không nghe nữa luôn. Mày gì vậy hả? Mấy này Discord bị gì á ta? Cứ nói đừng từ, nghe đừng từ, cứ nói từ, mất từ. Hay do mạng. À đúng rồi, đang nước cấp quan, quên. Thôi kệ đi, nghe đỡ đi. 1, 2, 3. Xây nhà giống dân làng hả? Ừ. Giống nhà dân làng á, biết không? Ai mà biết xây thế nào mày?
xây hả giáp vòng luôn, trừ một chỗ cái cửa sổ thôi chứ đừng xây dạng giống như bên Ê, mày biết mày sai đi. Nó phải có cái này, không đặt được cái cửa không không ở chỗ này, kỳ ta. có cửa kính không mày, Hả? có cửa kính không? Cửa kiến gì? Mấy tiện đặt cửa chỗ này được, đặt chỗ kia không được, kỳ vậy. Cái này là cái mặt vô, cái mặt ra vậy ta, nhìn khó hiểu thế. Hình như cái này là mặt trong rồi đúng không? Cái này là mặt Đâu trong để đúng tao không? nhìn coi. Ủa hai cái giống nhau quá ta. Điên mày, có giống đâu. Ở trong này là Cái này bên ngoài mới đúng chứ. không có ba nhà, nhà ở trong phải có đồ gác cửa này chứ. Mày không có quy luật cuộc sống gì hết. Cái này 1 2 ô, cái này 1 2, đáng lẽ phải đặt 3 3. Cái này mình xây nó dư một ô rồi, thiếu không? Mấy nhiều chuyện, cái cửa khỏi cần mở cửa, đi thẳng ra được luôn á. Nhà Ai có cái cửa như không. vậy là cái cửa này nó hơi bị méo rồi, nhà mình không được cân. Không được cân sẽ làm như thế nào? Ủa, cái cục này phải không vậy? Cái gì? Sao cái cục này phải không vậy? Sao thấy nó khác khác vậy? Phải chứ sao không mày? Sao thấy nó khác cái cục ở dưới này? Cái này là cái phô tình mà ba. Mày khùng quá, mày xây cái phô tình lên làm cái gì vậy? Cái ceiling chi vậy? Theo Linh nè, chứ xây gì? Ceiling là cái mái ngói mà, khùng hả? Ủa sao kỳ vậy? Kỳ, không có gì kỳ hết đó. Vậy chứ bây giờ xây bằng cái gì? Mày để từ từ, tao xây cái mày xây cái railing mà, cái fan á, cái hàng Xây rào đâu? á. Hàng rào hả? Ừ Vậy chứ đâu nè. xây nhà dân làng. Mày xây cái fan trước đi, để tao xây cái cửa xong rồi tao xây tường rồi mày xây nhà dân làng. Gạ thiệt chứ. Đúng tạ thiệt mà. Để xây cái nguyên cái tường hết luôn nha, chứ không làm cái tường giống như là bamboo. Ừ chứ sao. Chết rồi, bị lộn rồi, chết rồi. Lượm lại đi mày, lúc nào nhu nhu có khác. Nó lát quá mày ơi. Nó lát thì mày làm gì cho nó hết lát đi, Biết đâu. mua máy mới. Cái gì ta? Ép ship ship. Rồi quá đỉnh. Ủa cái hàng rào đẹp kia mày, đâu cửa chỗ nào giờ tao đặt tường mày lượm cửa nha. Ấy mà có cái đo trong đây mà, mày coi mày thiết kế cửa đi. Có gì ta Có window mà. có cửa kính không? Kiến làm chi, cái cửa window trong đây dễ thương lắm. Cửa kính giống mới giống nhà dân làng. Cái nhà dân làng sao tao quên mất tao dù ta. Làm cái máy hình tam giác á, không phải máy hình tam giác vuông hay nhỏ, Thôi tam giác làm vuông. máy máy biết rồi. Ừ làm máy tam giác, tao cũng nghĩ định cái máy nhà này tao làm nhà tam giác rồi, tao không có làm mấy nhà nhọn nữa, nhọn xài chén quá rồi. Mày vô mày rảnh không, mày vô mày lượm bớt mấy cái cục tao bị xây lỗi đi. Không, tao đang xây hàng rào mà. Mày vô là mày lượm gác cái cửa tao bị xây lỗi chứ, gào cái nồi á. Đang xây hàng rào mày đánh quá. Mày mới rảnh á, tao xây mấy nhà nó cực khổ cho người quá trời luôn. Ê mình nghĩ cũ đẹp lắm mày, đúng là cái gỗ ma thuật ấy, lộn, cái gỗ bóng tối nhìn rất là ghê gớm luôn á các bạn. Đẹp quá. Tên 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 đã xong được cái biên rồi. Máy cao mấy lớp ta, 1 2 3 4 5. Ok 5 lớp đi. 5 lớp được không? 5 lớp là đều rồi, 5 lớp là đẹp lắm rồi. Cái gì? Nhìn dễ thương quá à. Trời mày làm cái hàng rào vô nó nhìn cực phê luôn á. Ok bây giờ thì sẽ làm cái floor, làm nhà mái ngói ha. Nghiêng về hướng nào mày, cái nhọn về hướng của trước mặt tao hay là về hướng bên kia? Nhọn lên trước mặt mình đi, hướng trước mặt mình đi. Mới đúng. Ok. Let's do that. Floor, floor, floor. Ok đây rồi. Còn cái window tí mày cho mày chỉnh nha. Tao lười của xe window lắm. Mày coi chỗ nào đẹp mày xe window, hoặc là xe cửa kính cũng được. Không mà Có cái này window nhà sẵn đó không? có luôn, có window tao chuẩn bị hết rồi. Tao vô tao farm hết rồi tao mới kêu mày online đó. Nó lép quá nó.
lát sẽ từ từ thôi. Vài bữa mày đưa tiền thì tao mua, tao bill cho dần mày. Cho nó đẹp. Thỏa sức đam mê. Đó, với để cái này thẳng hết luôn, không cần phải, mình không cần làm, cần thiết làm. Ồ, chết cha rồi, tao làm lộn rồi. Cái nhọn về phía mình mà quên. May mà tao làm hot đó, chứ mày mà làm hot nó chắc là khỏi chơi luôn. Vậy Cái nhà này gỗ đẹp ghê mày, nhìn cái nhà này phê thiệt chứ. Cái gỗ này nhìn đẹp ghê. Cái gỗ bóng tối mà mình chẳng thấy bóng tối gì hết, đen xì như sô cô la. Như sô cô la đó, hạng nhất. đen là tối. Như sô cô la hạng nhất hay là cất hạng 3. Thôi thôi nó dơ quá. Cũng biết vậy luôn hả? Mày cũng thấy nó dơ luôn. Dơ thì cho mày ăn. Mày ăn bánh sô cô Xong. la. Xong mấy nhà rồi. Xong mấy nhà rồi kìa. Đâu? Xuống đất nhìn mày Sao thấy lẹ ba. vậy? Thấy mấy nhà này lẹ quá ha. Ừ, tôi xuống đi có xong một cái mấy Làm nhà cái thấy bậc không, thang thấy mà không? bự thôi Thấy không? Nhìn 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 mấy nhà là thấy xong rồi không? cái em nhận đâu mày? Thấy xong có Ê mày cái. sai sai gì sai rồi? Hả? Sai cái gì? Ủa sai hay đúng? Đúng rồi, cái nhọn cái hướng này chẳng qua tao chưa xây cái nhọn này, mày thấy vậy thôi. Đúng không? Ý mày muốn vậy đó đúng không? Cái bên này là đúng rồi. Tao thấy cái đó đúng hợp lý luôn Ừ, vậy đi. á. Mày đúng là ba phải mà, gió kiểu nào theo kiểu nấy, đẹp quá thì ok. Mà thấy phê quá lại cancel. À, bây giờ chúng ta đang thiếu đó chính là cái quan. Xây cái này đúng phê luôn nha. Thực sự xây mấy cái này rất là thích. Cái cửa này đi ra đi Mà vô lấy tầm dễ. 300 cái mình điên Nữa luôn mấy mày cục lắm á. này xây tầm bậc. Thôi kệ đó. Để luôn. Thấy cũng đẹp. Này xây đúng là không có cái tiêu chí gì gọi là hết á. Để tao làm mấy ngói thôi. Trời đẹp cái gì ba tí nữa mày nghiên cứu mày làm cái bàn á, biết không? Thôi nghiên cứu luôn đi. Nghiên cứu chỗ nào đặt cửa sổ đi, có cái window ngoài kia kìa. Giờ tao đi đặt nè. Có cái window ngoài kia kìa. À tao biết cái window đặt ở đâu rồi. Đặt ngay chỗ cái máy nè, vậy đi. Cái máy nghiêng nè. Mày cứ làm ở dưới cửa sổ chứ, để tao làm trên cho. Chứ nói hồi nữa là rối rối Cái gì loạn cái ta? não luôn. Có cái cửa đâu ta? Window nè. À, mình sẽ cần phải xây cái này trước. Có chậu bông không ta? Đi lấy mấy cái chậu bông đặt đây mới được. Đấy, cái này cứ lên 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 lên, mình sẽ đắp cái mái nhà rồi tí mình sẽ lượm hết cái này. Ok, được rồi. Chậu bông à? Ê, có cái chậu bông á gì đi. Chậm thêm mấy cái chậu bông nữa. Bông ở đâu? Mày học đi, tao quên cái tên rồi, vô web rồi học đi, vô cái Enram á, học đi. Vài bữa chơi này giỏi giỏi rồi chơi lại Minecraft mới hay. Sao đủ trình chơi mày đáp? Mày mới không đủ trình đó. Có đồ cùi bắp. Mà không, nó thiệt chứ mình chơi Minecraft gà là tại tại con Kitty hết á. Nó không biết gì hết, nó bắt mình tìm hiểu không à. Mình đi làm vậy đó cực rồi, nó bắt mình tìm hiểu nữa. À đây 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 À, đây. bữa Nó đang mình đốn cái dành gì nguyên một vậy? tháng trời để mình tìm hiểu Minecraft về các mod á. Mod hai đứa chơi chung được rồi, mod skin bản quyền ấy nha. Được chưa, được chưa? Cửa sổ đẹp không? Mày làm đi, tao đang bị nghiên cứu về cái mái nhà một cách gần như là chùm nhất thế giới Minecraft ARK rồi. Mày phải làm mấy cái thứ nhỏ nhặt rồi bâu đó chứ. Cái gì cũng lúc nào cũng kêu tao hết rồi. Những thứ rùi bầu đó mày tự làm được không? Này nói gì vậy? Ok. Can you stop here? Ok. Nào. Ok được rồi nè, xong cái mái nhà. Ấy mày nhìn đẹp ghê mày. Làm cái vườn gì? Ơi mày nhìn đẹp lắm luôn á.
Ê, mày ra mày bay con bờ tê đi. Nói chung là mình chưa lợp cái mái lên mà nhìn vậy mình rất là thích nha. Một kiểu nhà xây rất là độc luôn, y như cái nhà bán kem mày. Mày leo được con rồng mày bay lên đi. Thôi mày, để tao lấy con bờ Mày tê làm cho mày. cái máy lại mày. Không, mày bay ở con bờ tê đi, mày thấy mới đẹp. Bờ tê nó đâu rồi? Này nè. Nè nè nè. Các bạn hãy bình luận xem giùm mình ha, đó là ví dụ như là mình để cái cửa này đẹp hơn hay là chuẩn bị mình sẽ xây cái mái lên đẹp hơn. Ủa sao nhìn bà tê dữ à? Đẹp không mày, đẹp không, đẹp không? Xây máy gì lên nữa? Thì phải xây cái floor lên chứ. Cái này đã xong đâu. Hả? Ồ, để lộ một lỗ bên này đi. Khủng má. Rồi vậy mới đọc. Cái gì? Để một lỗ bên này Mày vô xây cái nè. cửa sổ gì ngu vậy Ti? Hai cái cửa sổ hai bên chứ mới đẹp chứ. Ha. Xe đại mà, xe kho thử mà. Xây hai bên mới đẹp. Thì để tí tao tháo ra. Mà cái lỗ trên để vậy đi. Để bắt. Điên tí nữa tao sẽ ráp cái cửa sổ vô chỗ đó nhìn nó mới đẹp ba. Ủa mà tao thấy nó thiếu thiếu cái gì á. Hình như tao sai sai mở nó mất rồi. Vậy cái mái ngói lên đâu được đâu. Nè nó thiệt đau khổ không. Tất cả là tại kia tí hết. Mày họ đổ tin thừa à? Ta tin thừa họ đổ. Như này này mới đúng chứ. Nãy mình xài lộn mất tiêu rồi. Nhìn cũng được đó chứ. Trời ơi, tự nhiên xây lộn mất tiêu rồi xây lại. Tại con mụ gia ti hết. Nữa tao mệt mày rồi đó. Tao xây không có ai kêu tao hết mà giờ tao xây sai hết rồi. Tự nhiên bật lên một bật nhìn nó sai hết rồi bực mình ghê luôn á. Hèn gì sao thấy nó đẹp ghê vậy chứ. Mình đâu có căng đâu mà sao nó đẹp dữ. Thì ra là nó sai rồi. Đó. Hi, vậy được rồi, cái này lên tới đây. Ồ, cái mái gì nhìn nhìn đã ghê ta. Cái đúng rồi, giống nhà dân làng rồi đó. Ừ, giống nhà dân làng nè. Không biết là mình có lên nó có đều không đây, đang đang phân vân sợ nó không có đều cái này đây nè. Hy vọng nó sẽ đều. À, đều không nhờ. Đâu? Đâu 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 cái gì? Mày đâu cái gì vậy? Cái cửa này đặt cho khó ghê luôn á. Gạo quá, đặt có gì xíu tao đặt cái cửa nó đau não hơn nữa nè. Ừ, mình phải đặt lại cái này hả? Đúng rồi, đặt lại cái này các bạn. Quên thì nó Đó. không cho mình đặt nghiêng như vậy nên là mình phải đặt lại từ đầu chí cuối. Tự nhiên nó sẽ ngu lên. Cái này đặt lên là cái tường kia và cái này sẽ bật hạ xuống một bậc. Sẽ là để số 6 ngay đây và kéo dài đây. Nó vậy thì nó mới đúng cái tường của mình. Cái giường như đây luôn. Nãy mình làm hơi cao một bậc á nên thành ra Cái nó bàn không ta? vậy. À, xây cái bàn giống như Minecraft luôn. Xây bằng khói luôn coi thử coi. Thử thách xây cái nhà dân Nhưng mà làng. xây đừng có xây bằng cái này, xây trong bên trong nó phải màu khác mới đẹp. Chứ xây cái này luôn không đẹp đâu. Mày nghĩ xây cái gì? Xây bằng cục khác á, cục gì giờ? Cái cục gì khác không? Cục marble hả? Tại vì cục marble là cục sáng nhất trong cái game này. Tao thấy cứ xây thẳng cái cục này cho nhà đồng bộ. Đồng bộ nhưng mà một màu mềm nó đâu có gì đâu, Đồng bộ là đẹp hết. đẹp có con khỉ. Con khỉ nó cũng đẹp luôn.
Vô vậy là nó tới đây là giờ tới đây mà sao mình làm được cái máy ta, thử coi. Không được rồi, nó đâu có cho làm nhọn ra được ha. Không, cái này chắc hết được rồi. Ở trên đó mình phải để làm cái này thôi chứ không có cái nào được làm được nữa các bạn. Đó, làm cái cửa này thì quá ok rồi. Cái này chắc là lắp lại luôn đi. Lắp lại là mình sẽ chế cái cửa sổ vào đó nhìn cho nó dễ nhìn. Gì vậy? Mày chết cái gì vậy? Cháy máy hả? Cái gì vậy? Tao đặt lộn cục nước ra nè. Đặt cục đất lên đó là xong cái gì đâu chết. Nước nó ngập hết cái nhà luôn. Đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Tao xịt đất vô rồi. Ở đâu? Ừ? Ở đâu? Thì tao mới đặt vô nhà. Tao chưa biết mày đang ở đâu luôn á. Ở trong nhà nè. À thì tôi nhốt mày lại trong đây cha nó mất. Nãy giờ mình không biết. Trời ơi, chỗ này là cái đường đi của bên kia mà, thì phải để cái đường đẹp đẹp cho người ta còn đi chứ. Đó, cái này để tao làm cái cầu thang đó là hết sảy luôn. Hết sảy em bà bảy luôn. À, mình sẽ lấy 15 cái thôi, làm trong dục luôn. À, số 7. Rồi, hết sảy còn bà bảy ra được số 7 luôn. Quá chất đấy, quá đã. Mở cửa ra cho nhà thoáng mát nào. Ồ, các bạn nhìn từ xa cái căn nhà của tụi mình. Ồ, nhìn đẹp quá à. Ồ, nếu các bạn nào thích căn nhà này thì đừng quên để lại like like hay share clip nha cho mình nha, để mình và JT có động lực làm tiếp. Ôi cái cửa sao lượm một cái bể luôn vậy, mấy cái cửa ảo diệu vô cùng luôn á. Tưởng được mở cửa sổ được chứ. Cửa sổ vậy thôi không cho mở hả? À, ở trên này coi coi. Ở trên này nếu đúng là mình để một cái sáu ô ly. Mà những cái này nó không có cân nên thành ra là để cái tâm chỗ này, ví dụ cái tâm chỗ này mình để thêm cái tâm chỗ này nè, mình để thêm một cái lỗ cửa nó sẽ rất là đẹp nha. Này. Nếu mà nó còn cái 4 ô mà những cái này nó dư lại 6 ô thì thành ra là sẽ không có cân được cái nhà. Ấy cái cửa mày làm mấy, mày đục mấy ô được vậy vậy tí? Ủa sao nó đặt nhìn vuông vức nhìn đẹp dữ vậy trời. 4 ô hả? 4 ô vậy ở trên này khó rồi. Ôi mà nhà bóng tối, trời nhà bóng tối mà chơi đất đứt băng hôm nay mà ỷ mày có cái rìu ma thuật mày tự tin mày xây tùm lum cục băng hết vậy. Cái này là cái gì tao chưa hiểu, ghế salon mà Bộ salon đó salon nhưng mà để bừa chứ không phải là tôi đang nghiên cứu cú, tao cú vô cái là thông não liền à. hai cái ghế với cái bàn á. Cái này giống nhà dân làng kìa ta, nhà dân Ê làng chẳng hiện đại gì đâu. mày có cái gì mơ bộ Mà bộ ở rừng dưới mới có. Để tao xuống tao lấy cho. Cái chậu bông là cái gì mày? không biết. Nó như cục cứt tao á. Chậu bông tiếng Anh là cái gì ta? Nhớ không? À đúng rồi, flower, flower. Flower pot, pot. Hy vọng là vậy. Mình mới học được cái flower rồi, còn cái flower nào nữa không? Hình như có một cái thôi. Ok, sẽ trồng cây ra sẽ như thế nào? Flower. Thiếu clay. Thiếu clay rồi. Ok, sẽ đi farm clay chút nha. Ok, và bây giờ mình và JT sẽ đặt mấy cái đồ linh kiện vô cái phòng này nữa là xong rồi. Rồi, nãy là xài nãy giờ cũng rất là lâu. Ra suy nghĩ sẽ để như thế nào. Ôi da.
ở cái bàn ăn cơm, không phải bàn ăn cơm mà bàn cái này sao ta, bích cấp được không? Ok mày quá. Vâng, và clip hôm nay có lẽ là tới đây là sẽ là tạm dừng thôi các bạn. Mình đã xong được cái căn nhà, mình sẽ bay một vòng cho mọi người xem. Chứ đi lên 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 ngựa bay cho mọi người xem. Tao ngủ, tao nằm tao ngủ bàn. Ủa cái mày làm đầu hai mày. cái lỗ mày làm hai cái lỗ như trước vậy? Đâu? Đó. Đó. À cái lỗ cửa sổ nhỏ đó. Cho nó Trời có ánh ơi. đèn ra, cái nhà nó có hai con mắt á mày. Khổ quá. Chứ mình đục bốn ô nó hư hết nhà hay sao, phải để vậy thôi. Ấy đóng bớt cái cửa này coi, đóng 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 hết hai cửa này tao coi chi tí. Nhìn đẹp quá à. Nhìn thích ghê luôn. Cửa đóng từ từ nó giống như là cửa điện á. Bye bye mọi người kìa, bye bye mọi người. Vậy tay đã đóng cửa, gọi vậy tay nó không cho mình vô luôn rồi. Nhìn chi biết nhìn con heo bên khung cửa sổ khi nhà mình xây. Nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó núp Đẹp quá mày. rồi. Giống nhà dân làng hả? Ừ, giống như dân làng. Đây là cái thử thách một mình xây nhà dân làng. Thì các bạn có cái thử thách nào hay mà các bạn suy nghĩ là trong cái game này có thể làm được thì các bạn cứ comment bên dưới cho mình, và JT biết thì sẽ cố gắng thực hiện nha các bạn. Và bây giờ thì mình xin dừng video ở đây và chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy căn nhà này đẹp thì các bạn đừng quên để lại like, share clip nha. Và bye bye mọi người. Bye bye.